Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay cập nhật giá long ngày 5 Tây tháng 4. Thì có mình thấy có rất nhiều bình luận nha. Thì nói thanh long loại 3 nay 30.000. 30.000 là có chứ không phải không có nha. 30.000 là phải thanh long trái, phải tai đuôi đẹp, tai đầu đẹp. Mới được giá đó nha. Còn tai đuôi đẹp mà tai đầu xấu thì nó cũng không có cái giá đó nữa nha. Thì mình báo giá bình thường chứ thì lên nói chung là tai đuôi tai đầu đẹp thì bà con mình bán được giá cao thôi, thì nó gần như cái loại 2 rồi. Chứ loại 3 thì nó ship loại 3 thì nói chung là tai đầu đẹp, tai đuôi xấu thì nó vẫn ship loại 3. Hoặc là tai đuôi nó vừa vừa thì vẫn ship loại 3 nha. Thì mình cập nhật giá nào tốt nhất cho bà con và các bạn mình, chứ mình không có cập nhật mà búa xua đâu nha. Có nhiều bạn bình luận thì mình nói chung là bình luận thì mình cũng không nói gì. Rồi hôm nay cập nhật giá anh long ruột trắng hàng đẹp 18-20, hàng sàn 15-18, hàng dạt 7-12.000. Giá anh long ruột trắng nó neo ở mức này là khoảng mười mấy ngày nay rồi, không lên không xuống nha. Giá anh long ruột đỏ loại 1 40.000, loại 2 35.000, loại 3 26.000, loại 4 16.000, hàng dạt 7-9.000. Giá lông ruột đỏ thì nằm ở mức này nay là khoảng tuần lễ rồi. Rồi kênh mình cập nhật giá lông ở đây xin kết thúc. Bà con có quan tâm thì nhấn đăng ký kênh để mình theo dõi giá lông liên tục mỗi ngày nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá lông đến đây kết thúc. Xin chào con, hẹn gặp lại ở video sau nha.